Kính thưa quý vị, chúng ta đang di chuyển trên phố Đặng Văn Ngữ, tên một bác sĩ y khoa nổi tiếng của Việt Nam. Ở đây thì thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa. Căn nhà mà em chuẩn bị giới thiệu thì nằm cách mặt đường này hơn 100m. Nhà nằm ở vị trí trung tâm nên tiện di chuyển ra xã Đàn, Đại học Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn, vân vân. Phía bên tay phải của chúng ta là hồ xã Đàn, rất rộng và thoáng. Di chuyển một đoạn nữa thôi là đến điểm giao với phố Hồ Đắc Di. Từ đây thì chúng ta có thể đi tắt sang bệnh viện Đống Đa và nhà thờ Thái Hà, rất là gần. Khái quát một chút về dự án này thì có hai căn nhà xây mới riêng biệt. Đây là những hình ảnh về cổng vào và ngõ trước nhà. Ngõ vào tuy không lớn nhưng mà khá sạch sẽ. Nhà xây mới, hai nhà này thì có cổng chung để đảm bảo an ninh. Cả hai căn đều được xây mới 5 tầng với sổ đỏ và giấy tờ đầy đủ. Sau đây xin mời quý vị cùng di chuyển vào trong để em sẽ nói kỹ hơn về từng căn. Ở đây có hai căn và cả hai căn đều thiết kế giống nhau. Căn phía ngoài này có diện tích sổ đỏ là 36m², giá là 3 tỷ 400 triệu đồng. Căn phía ngoài thì diện tích rộng hơn, thoáng hơn nhưng giá cũng cao hơn. Còn căn ở phía trong thì sổ đỏ là 32m², giá là 3 tỷ 300 triệu đồng, giá có thương lượng. Xin mời quý vị cùng quan sát tầng 1 của căn ở phía ngoài. Cơ bản thì vẫn là cầu thang ở cuối, mỗi tầng một phòng và một vệ sinh. Căn phía trong này thì có lợi thế về ngõ trước nhà. Đi vào đến đây thì chúng ta có thể để xe luôn ở đây, vì không ai đi vào đây nữa. Cả hai căn này thì đều quay hướng đông nam, thuộc đông tứ trạch. Nhà có pháp lý sạch, sổ đỏ riêng, chính chủ, không có quy hoạch, không có tranh chấp, khu trung tâm nên rất là tiện đi lại. Đây là hai căn xây mới hoàn toàn và đang hoàn thiện những công đoạn cuối. Có thể là bàn giao và sang tên ngay cho chủ mới. Nhà có thiết kế đơn giản với cầu thang cuối, thiết kế mỗi tầng một phòng và công năng sử dụng là 3 phòng ngủ ở các tầng là 2, 3 và 4. Tầng 5 thì có sân phơi, phòng thờ và khu giặt. Như vậy thì nhà đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cơ bản của một gia đình thì bao gồm là một ngủ của bố mẹ và hai phòng còn lại thì của hai đứa con khác giới. Cảm nhận chung thì thực sự mà nói là nhà này với khoản tiền này, với thừa đất như thế này thì việc xây dựng và thiết kế trang trí là rất hợp lý. Cả ba phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh rộng, ở phía trong thì lát sàn gỗ, ở phía ngoài thì phòng có thiết bị và sạch sẽ. Em xin nhắc lại rằng hai căn này có giá chào bán là 3,3 tỷ đối với căn trong và 3,4 tỷ đối với căn ngoài. Căn trong thì sổ đỏ riêng là 32m², căn ngoài thì sổ đỏ riêng là 36m². Căn cứ vào giá khu vực và số mét vuông sổ đỏ, căn cứ vào chất lượng nhà xây, chắc và đẹp như thế này thì mức giá nghe qua là rẻ. Sở dĩ nhà có mức giá rẻ hơn thị trường như vậy là vì ngõ ngay gần nhà thì có một đoạn hơi nhỏ. Nhưng công bằng mà nói thì với thửa đất này, chủ nhà xây dựng và thiết kế rất là đẹp. Nếu quý vị đang tìm mua khoản tiền này tại khu trung tâm, nếu chấp nhận được thì chúng ta đến và xem xét. Còn nếu không thì quý vị có thể liên lạc cho em Thiện theo số điện thoại là 0962 802 792 để có nhiều lựa chọn khác. Căn này em cũng có quay đầy đủ các góc cạnh của căn nhà. Xin mời quý vị quan tâm có thể tiếp tục đón xem nhé. Trân trọng cảm ơn ạ.